Nên những cái cây này không quét này, không hề đây, quét. đây cây này, Cây này quét rồi đúng không? Đây đấy. À, cây quét này nhìn nó thâm lên ha, thâm hết lên. Quét này mà nó thâm lên đây luôn nè, ghê ha. Thâm xuống đây nữa này. Thâm xuống Đây đây luôn. đây. À, cây này đây, quét nó quả, cũng bị thâm nè, quả quả bên bên này. này. Rồi. Thâm thì giờ sẽ Đây kiểm đây. tra. Kiểm tra cây này tí trước, tiếp. Dạ ừ, này, bắt đầu đi lên này. Nó rụng lá hết nè. À, rụng khớp lá này. Ồ, sư cổ. Rồi, rụng khớp lá hết này. Này, rụng này. Rụng này. Đó, rụng hết rồi. Trái cũng rơi. Đó, rụng hết này. Cây nó đã bị ngộ độc bằng việc mà rụng hết cả hoa. À, trái nè, đây là vết trái này. Trái, lá. Thì sau đó là 2 ngày sau là mình đã sử dụng cái sản phẩm đó là Cytogan 20ml trên lít và Cytomin 2ml trên lít nhằm khắc phục cái sự cố đó ha. Tại vì trong cái Cytogan nó có tinh chất từ tạo biển Ascophyllum. À, tinh chất tạo biển này nó sẽ giúp cho cây tạo ra, kích thích tạo ra các sản phẩm đó là phytohormone. Phytohormone là những cái chất mà cây trồng tiết ra để mà sản xuất ra hormone giống như như là auxin hoặc là cytokinin ha. Thì đó, những cái hormone đó nó sẽ giúp cho cái việc mà tái tạo lại cái mầm chồi hoa mới được tốt hơn. Ngoài ra nữa thì cái tinh chất của tảo Ascophyllum nó cũng sẽ giúp cho cái việc chống chịu lại cái vấn đề mất nước của cây trồng, giúp cho cái nó không xuất hiện ra những cái việc mà lá nó bị héo và phát hiện tầng rời nữa ha. Thì hiện tại mình thấy rằng là cái đọt nó bắt đầu sáng mở ra này ha, và không còn cái hiện tượng rụng lá mới nữa. Này, cái lá mới nó bắt đầu đi ra này ha. Đó là chỉ cần sau tới ngày hôm nay là ngày thứ tư sau khi sử dụng cái sản phẩm Cytogan đó thì nó đã phục hồi lại này ha. Đây, nó phục hồi lại này. Đó. Ngoài ra nữa thì mình cũng có sử dụng Cytomin nữa. Thì một Cytomin là chứa các axit amin, nó sẽ giúp cho cây trồng nó hấp thu nhanh hơn, hiệu quả hơn, để giúp việc cái tái tạo lại cây nó được ổn định hơn ha. Hôm nay là tròn nửa tháng sau cái sự cố sử dụng cái sản phẩm quét thuốc lên trên cây quá nặng để làm cho cây nó bị rụng hết hoa, hết trái. Đây, vết trái đây ha. Lá ngọn toàn bộ luôn ha. Thì hiện tại là được 14 ngày và xử lý cái sản phẩm Cytomin và Cytogan được 2 lần vào ngày thứ 2 và ngày thứ 6 sau khi phát hiện cái sự cố đó ha. Thì bạn thấy được rằng là ngọn nó đã phát triển lên rồi. Nè, lá non mở ra rồi và thậm chí là thấy sắc, thấy có bông hoa này ha. Khá là ổn ha.